Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thảo mới đi mua trái cây về á cô chú. Thì cái series này người ta bán rất là rẻ luôn, có 3 đồng một ký thôi. Thì cái loại này thì nó hơi nhỏ trái một xíu, nhưng mà Thảo còn thử rồi, rất là ngọt nha cô chú. Cái này á, Thảo mua cái này là 2 ký nè. Thì bây giờ nó hơi bị, tại vì Thảo bỏ trong ba lô á. Rồi bây giờ nói chung nó có trái nó cũng hơi bị dập rồi đó. Thì cái sori này bây giờ Thảo sẽ đem đi vô Thảo ngâm nước đá nha. Mình ngâm nước đá thì cái trái sori nó sẽ cứng lại và nó sẽ giòn và ngọt á cô chú. Đó, mình giữ nó cũng sẽ được lâu hơn nữa ha. Rồi cái này là 2 ký sori, có 6 đồng thôi, là khoảng 140. Đó. Rất là rẻ luôn. Rồi còn cái này. Cái này là trái đào. Đào thì nó cũng có trái pét á. Cái này thì nó cũng có nhiều loại, có loại Thảo mua cái này là cái trái dẹp. Trái dẹp nha. Cái này thì Thảo lựa cái Thảo mua cái loại này là cái loại rất là cứng luôn. Giòn và cứng nha cô chú, tại vì nó có loại trái này mà nó mềm lắm, mềm thì Thảo không thích ăn, nhưng mà cái này nói chứ mình để vài ngày thì nó cũng sẽ mềm thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình ăn cực kỳ giòn luôn, giòn và rất là ngọt nha. Cái này thì người ta bán có nhiêu ta? Nãy Thảo mua là 1 đồng 30 là khoảng 30 ngàn một ký. Nó cái này Thảo mua cũng là khoảng 140. Quá trời, cô chú thấy cái màu đã chưa? Xách hai cái này về là đuối luôn cô chú, bỏ vô ba lô không quải về nè. Rồi bây giờ mình vô mình chuẩn bị ăn cơm nha, đói bụng quá rồi. Hôm nay Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm canh chua với lại thịt gà xào sả ớt với Thảo nha. Canh chua này Thảo mới nấu xong nè, húp một cái là nó phỏng mỏ luôn á. Đói bụng lắm rồi cô chú ơi, phải ăn liền thôi. Bây giờ Thảo ăn trưa mà là 3 giờ rưỡi rồi nha cô chú, 3 giờ rưỡi mới ăn trưa đó. Thịt gà cũng mới làm xong luôn, bốc khói nè. Đó, cô chú thấy đã chưa cái miếng thịt gà nè. Ăn liền thôi, đói bụng lắm rồi. Nó ngon. Cái miếng thịt gà nó thấm. Bữa nay mình ăn món ruột nữa nha cô chú. Món nào mà có sả nghệ với lại canh chua là món ruột của Thảo hết. Quá ngon. Cái này mà bây giờ mà Thảo húp là nó phỏng mỏ luôn. Ba giờ rưỡi mới ăn trưa. Sáng giờ Thảo chưa ăn gì hết trơn. Hồi sáng Thảo uống ly cà phê thôi. Hồi nãy Thảo đi trong đó, người ta cũng có bán đồ ăn. Nhưng mà tại Thảo hèm canh chua với lại cái này nè, nên Thảo về là Thảo nhảy vô Thảo nấu liền luôn. Nấu liền là ăn liền luôn. Quá đói. Lúc đầu á là tính mua bánh mì nữa, nhưng mà cái tiệm bánh mì nó sao nó đóng cửa. Trời nó nóng mà nó ngon. Thôi Thảo nói thiệt, cái món này, cái canh chua đông lạnh này Thảo nói thiệt cô chú là Thảo nói nó chỉ có cái từ là xuất sắc thôi cô chú. Rất săn. Bữa nay là canh chua này Thảo nấu với thịt gà luôn nha. Bữa nay mình ăn gà 2 món. Cái này là Thảo làm 2 cái đùi gà. Cái đùi mà có cái khúc trên đúng không cô chú, chứ không phải cái đùi tỏi.
có cái khúc trên luôn cho nên nó nhiều. Bỏ hộp. Thảo không có ăn hộp. Ngon quá. Không biết làm sao mà Thảo mấy cái món mà canh chua, cá kho, rồi gà xào sả ớt, nói chung là mấy món mà xào sả ớt Thảo bị nghiện, Thảo mê lắm, bị nghiện luôn vậy đó. Nó nóng. Cái nước á nó ngọt ngọt, nó chua chua. Trời, nó vừa cay, cay là cái này nè. Tại Thảo cắn lớn rồi nó nóng, húp xuống một cái Thảo nói ố là la luôn. Nóng tới ruột, ở ngoài bữa nay 30 mấy độ nữa chứ. Cái này á cô chú biết không? Mình chăn bún ăn cũng ngon, còn mấy mình bỏ hủ tiếu vô cũng ngon, nói chung là cái gì cũng ngon hết trơn. Trong đây không có bầm ớt luôn. Tại cái món này họ ăn có mình nè, cho nên Thảo bầm ớt luôn. Nóng, khói nghi ngút. Hồi nãy hấu đi chứ, trời ơi. Trái cây nó rẻ của chú, quá rẻ luôn. Siri mà nó bán có 3 đồng 4 đồng. Có chỗ bán 5 đồng. Là khoảng như Sari không mua là có 3 đồng à, là khoảng 75-80 ngàn tiền Việt Nam thôi. Còn cái trái pet không mua là trái giống như trái đào là có 30 ngàn. 30 ngàn ký quá rẻ. Sari ở đây cô chú biết ở trong chợ á, cái này không mua chợ trời nha. Nói chung thì mỗi nơi nó có mỗi cái giá khác nhau. Chợ trời thì cũng có chợ trời nó bán 7-8 đồng đó. Còn cái chợ trời bữa nay Thảo đi thì nó bán rất là rẻ, rẻ luôn mà người ta thì đông, cực kỳ đông. Còn như trong chợ á là mình mua cô chú biết không, 9 đồng 8 đồng đủ giá hết. Lần đầu tiên Thảo mua sari mà có giá 3 đồng ký luôn, quá rẻ. Cái canh chua này Thảo thích lắm nhưng mà bây giờ Thảo không có thể ăn nhiều và nhanh được cô chú, tại vì nó quá nóng. Thảo không thể mà gấp một đũa ngập miệng, quá nóng. Tại vì mới nấu xong á,
nó sôi ùng ục ùng ục ục, lấy xuống ăn liền mà. Ăn gì ăn ăn nhanh quá phỏng mỡ. Cắn ớt mới đã. Cô chú nào mà thích mấy món này giống Thảo á, về chung Thảo. Cô chú mua ở đông lạnh nha, canh chua đông lạnh á, có 5 đồng mấy gói à, về mình bỏ giá, bỏ cà, bỏ thơm đồ thêm. Trong đây có khứa cá, có 2 khứa cá. Mà Thảo lấy ra Thảo kho rồi. Nóng quá, quá nóng luôn. Ăn nghệ cho cô chú ha, cái màu vàng. Nghệ đây là nghệ nguyên chất nha cô chú. Nghệ này là hồi đó Thảo đem từ Việt Nam qua, phơi xong rồi mình sai mịn á, Thảo đem qua. Mỗi lần mình làm bỏ một xíu lên màu đẹp quá chừng. Nóng quá, vẫn còn nóng. Bữa nay mình ăn là gà hai món, canh chua gà và gà xào xả ớt. Ngày mai ăn tiếp. Nóng quá.
Trong đây có bạc hà, có đậu bắp luôn luôn cô chú. Nói chung là cái bịch người ta bán mình chỉ không có giá thôi, nó cũng đầy đủ, chỉ có điều nó ít. Mình thích thì về mình bỏ thêm vô. Bữa ăn hôm nay họ cho 10 điểm cộng. Quá ngon. Trời nó nực nè. Rồi cô chú ơi, thì video hôm nay họ sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.